Hello, xin chào các bạn nha. Chúng ta cùng nhau đến với tập 2 của tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo nha. Tình hình là cũng có các bạn xem ấy, thế cho nên là mình sẽ làm tiếp tập 2 nha. Thì đây là mình sau một ngày đầu tiên cày chay các bạn nhé. Thực ra là chưa hết ngày đâu, server ra lúc 0 giờ sáng thì mình chơi luôn. Và bây giờ đang là 4 giờ chiều, tức là ra được khoảng mười mấy tiếng, là 16 tiếng rồi nha các bạn. Thì đây là những gì mình đạt được. Đầu tiên đó chính là lực chiến của mình là 114 vạn. Đấy, còn cái cây của mình thì đang ở cấp 8 và đang trong lúc nâng cấp lên cấp 9. Còn 20 tiếng nữa vị trí là mất gần một ngày rồi. Thì đang cố gắng là kiếm bình để có thể là reset, giảm cái thời gian này xuống nha các bạn ơi. Thì đây là một số những cái trang bị mình đạt được. Có trang bị đỏ, có trang bị hoàn hảo và cũng có trang bị cam. Thì mình sẽ chia sẻ với cái kinh nghiệm chơi của mình nha các bạn ơi. Nếu như bạn nào mà chưa đạt được như thế này ở ngày đầu tiên thì các bạn nên xem video này nhá. Đầu tiên thì mình nói luôn là về nhân vật. Thì ba nhân vật là lợn này, chim rồi cá, như nhau cả thôi. Thì chủ yếu là các bạn build chỉ số như thế nào. Thì đây là những cái chỉ số mà mình đã build. Có nhiều cách build lắm, nhưng mà các bạn hoàn toàn là có thể build theo như thế này nha các bạn ơi. Đây là thuộc tính chi tiết của mình để các bạn có thể tham khảo nha. Thứ nhất là liên kích là 37,6% này, bạo kích là 18,7, choáng là 20%, phản công hút máu cũng hút máu của mình cũng 34,7% nha các bạn. Thuộc tính kháng của mình đây nha, chủ yếu là kháng choáng, do là mình đang đeo đang cưỡi một cái quạt ba tiêu có kháng choáng nha các bạn. Thì đối với những bạn nào mà nông dân ấy, thì các bạn chơi thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta đi vận hải thì chúng ta sẽ chỉ có 15 lượt để chiến đấu mà thôi. Chính vì vậy là sẽ xảy ra một cái vấn đề là có những lúc hết 15 lượt rồi mà không đủ sát thương để có thể là kết liễu con boss, chứ không phải là mình bị hẹo. Thành ra là nếu như mình thấy các bạn build như mình ấy là vào liên kích cũng như là bạo kích thì nó sẽ ngon lành cành đào hơn. Tất nhiên là mình sẽ ưu tiên cái chỉ số về liên kích trong trang bị nha. Mỗi một trang bị thì các bạn nào mà tân thủ chưa biết thì nó sẽ có hai dòng. Đối với những trang bị ngon đó chính là liên kích. Đấy, ngoài ra là sẽ có thêm một cái dòng nữa ở bên dưới, nó sẽ là kháng cái gì đó hoặc là có thể có choáng, kháng choáng, kháng liên kích, kháng vân vân đấy. Thì đây là những cái trang bị mình sở hữu được. Các bạn lưu ý nhá, có những bạn bảo là bây giờ phải lên level cao thì chúng ta mới quan tâm đến những cái chỉ số đấy. Nhưng mà đối với mình ấy, thì mình luôn luôn quan tâm kể từ đầu tiên luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà các bạn build quá lung tung mà cái tỷ lệ liên kích nó dưới gọi là 20% ấy, thì các bạn sẽ không xảy ra liên kích nhiều đâu. Đấy, nên là các bạn build lúc nào cũng phải tầm 40-50% là ít nhất nha. Thì nếu như mà những trang bị của các bạn, trang bị mới ấy, nó chỉ tăng lên được có vài trăm điểm lực chiến thôi, mà những cái dòng không phải là liên kích thì thôi các bạn đừng lấy nha các bạn ơi. Đấy, có những bạn thì chơi sẽ build theo gọi là né, có những bạn thì chơi theo kiểu là choáng. Nhưng mình khuyên các bạn là nên chơi liên kích, bởi vì là nông dân chúng ta sẽ còn có nhiều hoạt động khác, đào thì ít thôi, thế cho nên là chúng ta sẽ phải đi gọi là mạo hiểm này. Rồi thì ôi chết chết, nhầm, rồi thì chúng ta còn phải khiêu chiến ở trong trấn yêu tháp nữa, phải đủ sát thương thì mới có thể kết liễu được. Đấy, hiện tại là mình đang chuẩn bị vượt cái tầng 11 ải 1 rồi đây này. Các bạn thấy chưa? Khá là đơn giản luôn. Đấy là đầu tiên là về cái trang bị các bạn cần lưu ý. Thì các bạn nên ưu tiên vào liên kích với cả bạo kích cho mình nhá. Đấy, quan trọng nhất là liên kích. Còn lại thì nếu như được bạo kích thì ngon, còn nếu không thì lấy choáng là hợp lý. Và những trang bị nào mà nó tăng được ít lực chiến mà nó bị mất cái dòng đấy đi, mà nó để thành né chẳng hạn, hoặc là hút máu hay là cái gì đó không phải liên kích ấy, thì các bạn giữ lại cái liên kích cho mình để lúc nào mà cái tỷ lệ của nó cũng phải là trên 30% nha các bạn, thì là nó hợp lý luôn. Tiếp theo nữa là về đến con linh thú. Linh thú thì có nhiều bạn là sẽ chơi con này, có nhiều bạn là chơi con khỉ này. Thì nói thực sự với các bạn luôn, con khỉ này nó có choáng thì cũng được, thế nhưng mà đánh nó phải 4 lượt nó mới xuất chiêu một lần. Thế thành ra là có những lúc là mình hẹo sớm hơn 4 lượt thật đấy các bạn. Nên là tốt nhất là các bạn nên chơi con ong già. Đối với những bạn nông dân cày chay không nạp, nên chơi con ong già giống như mình. Đấy, nâng cấp nó lên 4 sao là các bạn có thể nhìn thấy chỉ số của nó rất là ngon rồi. Kèm thêm vào đó nữa là nó sẽ có tỷ lệ ra nhiều hơn, để mình có thể là nâng cấp được nhiều skill, ví dụ như là công này. Đấy là ngon này. Nhưng mà mỗi tội là cái dòng của nó không phải là dòng cam thôi. Ở đây có kháng choáng cộng 5%. Đấy, các bạn cái dòng này thì nó phải là hên xui, nên là mình sẽ không thể nào mà chỉ cho các bạn làm nào để ra dòng cam được. Nhưng mà các bạn ưu tiên vào những cái mà tăng công này, rồi thì tăng liên kích các kiểu thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, còn các bạn cứ bảo là chơi mấy con gì nhỉ?
mấy con kiểu như là con phẩm cam rồi thì đủ các thể loại phẩm, thì nói thật với các bạn luôn là khó lắm, tốn kém. Các bạn cứ giã một con ong già cho mình, cứ mỗi một hiệp là nó dùng kỹ năng một lần. Mặc dù là sát thương gây ra nó chỉ bằng 30% công nhân vật chính thôi, nhưng mà nó đánh nhiều thì nó vẫn cứ là ok. Và các bạn nâng cấp được lên thì sát thương của nó sẽ tăng dần lên 40% công rồi thì 50%, còn hơn là mấy con dù là nó phẩm cao thật đấy thì lúc khởi điểm ban đầu nó có thể là gây được nhiều công. Ê, nhưng mà nếu như mà không nâng cấp được lên ấy, các bạn đen đúng không, các bạn reset mãi trở ra thì thôi toang luôn đấy, sẽ bị kẹt lại khá là lâu thay vì nâng một con ong già giống như mình nha. Đấy là về linh thú này. Tiếp theo nữa là về cái tinh quái ấy, thì tất nhiên là nó cũng là do hên xui. Khi các bạn tham gia những cái hoạt động ấy, đặc biệt là đi vượt ải mạo hiểm, thì các bạn sẽ có những cái vé rất hồn chú để có thể là triệu hồi thêm cái tinh quái. Thì cái tinh quái này có một cái lưu ý, cái mẹo nho nhỏ dành cho các bạn. Sau khi mình test một vài server thì mình nhận ra rằng là mấy con tinh quái này các bạn cứ chiêu mộ vào cái khung giờ khoảng từ 1 giờ sáng ấy, thì cái lúc đấy tỷ lệ nó sẽ cao hơn do là ít người chơi. Và ít người chơi thì chắc chắn là những cái tỷ lệ lúc các bạn run ấy nó sẽ rất là dễ ra mấy con đỏ. Ví dụ như mình đây là mình dã luôn ra ba con đỏ luôn này, trong cái khung giờ từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm qua mình bị mất ngủ. Thế là mình chơi luôn để làm video cho các bạn đấy, thế ra được ba con phẩm đỏ luôn. Và các bạn nhìn thấy ba phẩm đỏ chỉ số nó ghê phết đấy các bạn ạ. Nếu cứ vứt vào thì là ngon rồi. Còn tất nhiên là sau này nếu như mà những cái con mà phẩm gọi là thấp hơn phẩm cam phẩm tím mà nó ra được nhiều, tăng bậc nó nhiều lên đấy, nó mạnh hơn thì mình lại thay vào sau, chả vấn đề gì. Nhưng giai đoạn đầu có ba con này đi xuống quá trưởng luôn các bạn, giúp ích cực kỳ luôn. Tiếp theo nữa là trong cái phần huyết mạch tiên thiên, thì cái này nhá, các bạn đi trấn yêu tháp thì nó sẽ có thứ nhất là cái linh chi, và cái thứ hai là cái hình bông hoa gọi là linh thảo này. Thì đầu tiên là các bạn phải dùng cái linh chi để khai ngộ trước, bởi vì là nó cũng giống như là cái cây tiên thụ ấy, cái cấp của nó càng cao, bạn ăn được càng nhiều linh chi thì cái tỷ lệ để mà xuất hiện những cái đồ, những cái viên đá mà phẩm cao ấy nó càng nhiều. Ví dụ như đây nhá, mình ăn được khoảng 110 cái linh chi rồi và tỷ lệ xuất hiện đồ trắng của mình bây giờ chỉ còn 32% thôi, và những cái đồ này nó sẽ tăng lên dần dần, nó sẽ giảm đồ trắng xuống và tăng những cái phẩm chất cao hơn lên. Chính vì vậy mà các bạn cứ ăn thật nhiều linh chi và chăm chỉ đi gọi là trấn yêu tháp vào nha. Còn cái bông linh thảo này thì các bạn có thể tích lũy lại, khi nào mà phẩm chất của cái khai ngộ này nó cao lên ra phẩm cam phẩm đỏ thì các bạn xả cũng chưa muộn nha các bạn. Còn nếu như thấy lực chiến yếu quá thì các bạn có thể xả một ít để có thể là nâng lực chiến lên vừa đủ để có thể là đi mạo hiểm cũng như là đi trấn yêu tháp là ok rồi. Đấy nha các bạn. Tiếp theo nữa đó chính là ở trong cái phần dị thú xâm lược này thì chúng ta có thể kiếm được một số những cái tài nguyên này, cứ thiếu là các bạn đi rồi, không cần phải bâng khuâng nha các bạn. Đấy, ngày đầu tiên nó đơn giản như vậy thôi. Còn một cái lưu ý nữa trong cái phần phúc địa. Phúc địa thì các bạn có những con chuột đúng không, và mình khuyên các bạn là nên đầu tư tầm bao nhiêu nhỉ, vào chợ các bạn ạ. Đây 800. Đấy, các bạn đầu tư 1.600 cái này là cái gì nhỉ, mình cứ quên cái đơn vị tiền tệ của nó là cái gì, linh ngọc đi, cứ cho là cái ngọc đi, để các bạn có thể là mua lấy 200 cái ngọc lưu ly. Và khi mà có 200 rồi các bạn làm hoạt động các thứ nữa là các bạn sẽ đủ 300. 300 thì các bạn sẽ thuê được thêm một con chuột nữa, là tổng cộng có 3 con chuột. Con chuột thứ tư là mình sẽ cần tận 600 cái ngọc lưu ly. Và khi mà chúng ta có 4 con chuột rồi ấy thì cái việc mà chúng ta đi thu thập đào đi các kiểu này nó sẽ rất là dễ dàng, nó nhanh hơn. Mình thì mình luôn ưu tiên là thu thập những cái bình giảm thời gian đấy các bạn, sau đó là đến đào, sau đó là đến với cái ngọc này nha các bạn. Đấy, đi vào đây xem có ai thu thập chưa, đang thu thập cái này. Thôi thế thì mình thu thập đào thôi, bởi vì mình cũng đang hết đào. Đấy là một cái khi bạn làm nào để làm để đạt được 4 con chuột nha, bởi vì nó sẽ liên quan đến cái này này các bạn này, tiên hữu. Khi mà chúng ta có 4 con chuột ấy đây, thì chúng ta sẽ mở được thêm một em phẩm SR nữa, tiên hữu này, và nó sẽ giúp cho chúng ta cộng thêm cái liên kích 5%, ngon lành luôn. Đấy là cái mục tiêu của mình nha. Còn tạm thời mở khóa em này cái được búp thêm cái né rồi đấy. Thì khi mà có cái tiên hữu này rồi thì chúng ta cũng sẽ đi tỉ thí và nhận được thêm đào, các bạn thấy chưa, nhiều đào phết. Mình thì mình luôn luôn là hướng đến em này, có búp thêm liên kích rất là ngon luôn. Mình sẽ đầu tư vào đây để có thể là lấy cái em hoa tưởng dung này,
có thêm liên kích đi chiến đấu cho nó phê nha các bạn. Đấy là một số những cái lưu ý ở ngày đầu tiên thôi. Thì cũng không có gì nhiều cả, mình cũng chưa nạp một tí nào luôn, mới ngày 1 nha các bạn. Nạp đầu vẫn còn nguyên. Đây, chưa nạp bất kỳ một đồng nào cả. Và mình thấy chơi ngày đầu tiên mà chưa nạp như thế này là cũng ok rồi, cũng không phải là vất vả quá, chơi như vậy là hòm hòm, tạm được. Rồi, thì chúc các bạn chơi game vui vẻ nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để mình có thể là chia sẻ cho các bạn mẹo ở ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 1000 nha các bạn.